thưa quý vị, người Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và sau đây câu chuyện tình buổi trưa với kỳ gia đoàn trọng từ miền Nam California thưa quý vị. Và như quý vị biết hôm nay là ngày Memorial Day. Là ngày, chúng ta hay gọi tiếng Việt ngày chiến sĩ trận vong. Nhớ những người lính đã hy sinh. Thì không biết tại Việt Nam mình trước đây nó có ngày này thương đoàn trọng. À, tôi nhớ thì cũng ngày thông thường ngày trước thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa thì họ cũng có ngày Chiến sĩ Trần Vong thật cũng có ngày Chiến sĩ Trần Vong một cái ngày để nhớ đến những người đã phục vụ hy sinh để bảo tồn cái xứ sở cái quê hương và cái tổ quốc của mình thân. Yeah. thì dưới đó không biết năm có đi ngày lễ Chiến sĩ Trần Vong có có, có có làm lớn em? Vâng, xin được lời chào tôi nói đến quý vị cùng với chúng tôi qua một ngày trọng đại. Đây là Holiday, Memorial Day. Thì uh, chắc là quý vị cũng đã hiểu được về uh, cái ngày hôm nay tất cả nghĩa trang để, để những cái lá cờ Mỹ có một số người họ thuyền nguyện, họ đi, họ cắm cờ Hoa Kỳ trên những cái nghĩa trang của những người có thể nói đã hy sinh cho cái sự trường tồn của Hoa Kỳ. Thông thường thì ngày Memorial Day ở thành phố Westminster thì có một cái buổi truyền thống gặp gỡ và tất cả những hội đoàn cũng giống như thành phần ở trong thành phố tập hợp lại cái gọi là big family khi ngay cái uh, dịp trang đó và có một cái buổi để gọi là nhớ đến những người chiến sĩ đã hy sinh cho sự trường tồn của Hoa Kỳ thì ngày hôm nay thì phần lớn chắc anh quý vị cũng đã biết rồi ở Hoa Kỳ thì phần lớn những ngày này đặc biệt nhất là năm nay thì số người nó gọi là out of the town tuy nhiên là rời khỏi cái chỗ của mình để đi chơi lên một cái con số rất đông nhưng mà trước khi chúng tôi nói đến cái ngày lễ Memorial Day này thì quý vị cho phép chúng tôi nói đến một trong những sự kiện kém may mắn và hiện nay cái con cái, cái sự kiện này đã được toàn nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến rất nhiều khi quý vị đó là người dân ở tỉnh tiểu bang Texas Arkansas, Kentucky, Missouri và Tennessee đã phải hứng chịu những cái cơn lốc xoáy gió lớn và lũ lụt, lụt vào cuối tuần trong ngày tưởng niệm này thưa anh. Người dân ở những cái tiểu bang mà chúng tôi vừa nói là ít nhất bây giờ đã có tới 19 người thiệt mạng và đã được báo cáo khi một cái cơn bão lốc xoáy tàn phá miền Nam và Great Plains khiến có thể nói hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh dân đã không có điện. Bảy trường hợp tử vong liên quan đến bão và đã được báo cáo ở quận Cookie của Texas, tám ở quận khác nhau ở Arkansas và cả quận Maye cũng ở Kentucky. Và những người thiệt mạng ở Texas thì bao gồm có hai đứa trẻ, một đứa 2 tuổi đến 5 tuổi. Những cái cơn bão dữ dội nó đặt tàn qua tấn công vào những cái chiếc xe 18 bánh và phá hủy nhà cửa làm đổ đường dây điện đè bẹp một cái nhà ga ở Shell quận Cookie và nơi 125 người hiện nay đang bị kẹt trong một khoảng thời gian vào từ tối thứ bảy đến bây giờ. Thời tiết khắc nghiệt này dự kiến sẽ tiếp tục tiến về phía đông với vùng trung tây và thung lũng Ohio, trong đó có Chicago, Indianapolis, Nashville, Tennessee, uh, St Louis, Cincinnati và nó sẽ kết thúc ngày hôm nay ở bờ đông, ngay cả cái thời tiết khắc nghiệt được ban hành ở khu vực đại Tây Dương bao gồm cả Baltimore, Washington DC đó là một cái tin buồn để chúng ta trong ngày chiến sĩ trận vong nhưng mà kính thưa quý vị kém may mắn là cái cơn bão nó đã tấn công và hiện nay thì đang có thể nói rằng là những tiểu bang khác cũng đang chuẩn bị để uh, chúng ta nói đến một trong những ngày lễ mà đáng lý ra mọi người đều hân hoan để chào đó để nhớ lại những cái gì và oai hùng của những người đã bảo vệ quê hương xứ sở này thì phải đối diện với những cái cơn bão khác mà có thể đã làm ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nếu chúng ta đi xa hơn nữa thì chắc quý vị biết thế giới ngày nay nó có qua cái sự biến đổi khí hậu, nó có những cái sự thay đổi mà chúng ta không thể ngờ được. Đó là hơn 2.000 người đã có thể nói là cho đã bị chôn sống trong một cái trận lở đất. Đó là tin tức một cụ quan chức của chính phủ Papua New Guinea đã cho biết. Và họ nói rằng Liên Hiệp Quốc hai, đang hiện tại đang quan tâm đến 2.000 người được cho là bị chôn sống này. Tin từ chúng tôi nhận được từ Melbourne, tuy nhiên là từ Australia thì cho biết một quan chức chính phủ của Papua New Guinea là một trong những quốc gia ở trong cái vùng lãnh thổ Úc Đại Dương. Họ nói rằng là 2.000 người đã bị chôn sống trong cái trận lỡ đất hôm thứ Sáu và họ đang cần thiết, cần thiết nhờ sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc. Con số của chính phủ thì nó cao hơn gấp 3 lần với con số ước tính của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc thì họ nói chỉ có khoảng 670 người bị thiệt mạng thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì cái số chết 670 người dựa trên một cái làng có tên là Zambali. Và các quan chức của tỉnh Anga nói rằng hơn 150 ngôi nhà đã bị trôn vùi dưới đất lở thì quý vị thấy từng bước từng bước những cái biến cố với tất cả những cái khác để gọi là cái tai nạn do khí hậu thời tiết càng ngày càng gia tăng thì là một vài tin tức đó sáng nay chúng tôi cũng rất buồn trong những ngày lễ gọi là tưởng niệm để gửi đến quý vị những cái tin có thể nói không mấy tốt đẹp à, chắc anh uh, Xuân Nam cũng thấy rồi tất cả những cái sự kiện đó nó cứ liên tục xảy ra sau khi mà trái đất này đã có những cái dấu hiệu cho thấy rằng biến đổi khí hậu và thời tiết uh, thưa anh Xuân Nam à? thì bên bên úc cũng có cái ngày memorial đây bên nhỉ? dạ không bên úc thì tôi không được biết là có không nhưng mà cái tin này nó đánh đi từ bên cái cái ở uh, thành phố Melbourne là cái thành phố nó gần với cái vùng mà bị động đất à, bị lở đất đó thưa anh, thì tôi nghĩ chắc cái memorial này thì ngày hôm nay thì của người, người dân <laughs> Excuse me. người dân hoa kỳ mà thôi thưa anh, ừ. cái bờ... nhưng trong lúc Dạ, yeah, mời m anh. Mời anh đọc nha. Yeah. Yeah. Trong lúc đó thì chúng ta đi xa hơn nữa một chút xíu thì chắc là quý vị cũng đã biết đó là cái tai nạn mà chúng ta, cái tai ương về khí hậu thời tiết chúng ta đón nhận. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói đến một trong những sự kiện mà người ta nói đến rất nhiều. Tuy nhiên là các hôm nay ở tại Xô tuy nhiên ba nhà lãnh đạo bao gồm <laughs> lãnh đạo từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp nhau. À, vâng, kính thưa quý vị, đó là ba nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Tổng thống từ đến từ Tổng thống Nam Hàn cho đến Thủ quốc Thủ tướng của Lý ở Trung Quốc đó là ông Lý Cường, Thủ tướng Nhật Bản là ông Kishida và Tổng thống Yoon Sung On. Đây là ba nhân vật cao cấp của ba quốc gia này đã trong một cái họp ba bên và họ sẽ thảo luận cái gì? họ thảo luận về cái tăng cường hợp tác đặc biệt về tất cả các vấn đề thực tế bao gồm thương mại biến đổi khí hậu và y tế công cộng trong năm nhưng điều này có nghĩa rằng bên lề cái cuộc hội nghị này thì người ta nói đến rất nhiều về cái sự gọi là từng bước từng bước phát triển hạt nhân cũng giống như tạo nên một cái không khí sôi động và có thể dễ đi đến chương trình do Bắc Hàn đưa ra thưa anh. Họ gặp gỡ ba nhà cao, lãnh đạo cao cấp của ba quốc gia này đã gặp gỡ trong một cái bối cảnh mối quan hệ phức tạp và căng thẳng về mặt lịch sử giữa các nước ở trong vùng Đông Á ngày càng căng thẳng trong một những năm gần đây khi Nhật Bản và Hoàn Hàn Quốc thì xích lại gần với Hoa Kỳ trong lúc đó thì một trong đồng minh của hai nước có thể nói gặp gỡ và đang ở trong cái bối cảnh bị đe dọa ở phía Bắc Hàn À, trong lúc đó thì Bắc Kinh họ cũng đã theo dõi tất cả những sự kiện diễn ra ở trong khu vực này và trong cuộc uh, gặp hôm nay thì ông Lý cường đã nhấn mạnh rằng ba nước cần tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm của nhau và phát huy tối đa cái tiềm năng hợp tác để nuôi dưỡng hợp tác với nhau nhưng cái thú vị đó là những cái tin để mà nói ra mà thôi nhưng bên cạnh đó thì chắc quý vị cũng biết rằng Trung Quốc hiện nay trong những ngày vừa qua họ đã có một cái cuộc tập trận bao vây Hàn Quốc bao vây uh, Đài Loan và trong lúc đó thì Bắc Hàn có thể nó cứ tiếp tục đưa lên những cái đầu đạn và pháo binh cũng giống như tất cả những cái drone, cũng giống như tất cả cái hỏa tiện cỡ cầm ngắm đến cho Nga để sử dụng trong cái cuộc chiến Ukraine. Thì đây cũng là một trong những vấn đề sôi nổi và có thể nói tạo nên một cái không khí căng thẳng ở những cái quốc gia trong khu vực thưa anh à. ừ. Cái anh mà và... Bắc Hàn về hiếu chiến mà không? Thì uh và nhìn đến bây giờ thì người ta lo sợ Bắc Hàn tại vì trong những cái uh, thời gian vừa qua thì cái sự trừng phạt của Liên hiệp quốc cũng giống như tất cả quốc gia về vấn đề Bắc Hàn không có tôn trọng cái hiệp ước cũng giống như tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề bình trị phát triển hạt nhân thì tạo ra cho người ta thấy một cái mối lo ngại lớn nhất, người ta có thể nói đây là cái mối lo ngại lớn nhất liệu cái tình trạng này nó có làm cho Bắc Hàn từng bước từng bước để có trong tay những cái hòa tiện liên lục địa gọi là ICBM cái tầm của ICBM họ có thể phóng từ Bắc Hàn bình nhưỡng và có thể đi đến từ thành phố San Francisco cũng giống như ở tại Seattle à, thì đó là một trong những vấn đề mà có thể nói cũng rất là là, là làm cho người ta đặt cái trọng tâm và trong lúc thế giới càng ngày thì có những cái chiều hướng đưa ra hai cực một bên là cực của Trung Quốc và Nga và một bên thì hơi tự do nhưng tất cả những cái quốc gia ở khối châu Âu hình như không có một cái sự gắn liền và uh, có thể nó mật thiết như những gì mà những cái thời ngày tháng trước đây của khối đồng minh bên cạnh đó thì những lời tuyên bố của ông cựu tổng thống Donald Trump trong cái kỳ tranh cử này làm cho người ta lo ngại một cái tình thế mới và có thể đưa nhân loại đến một cái khỏi chỗ là liệu sẽ chịu được, được, cái, được cái sự thống trị của Trung Quốc và Nga trong tương lai hay không Ừ. Cái, cái, cái cái mối liên minh giữa nga với trung quốc nó hơi nguy hiểm Dạ, yeah. nhưng mà họ có lại một cái con cờ mà có thể nói con cờ này không có lỗ tai. Đó là Bắc Hàn. Mà Bắc Hàn là một có khả năng rất nhiều vũ khí. Mà có thể nói rằng Bắc Hàn luôn luôn tạo những cái điều kiện khó khăn cho những quốc gia ở trong khu vực tên. bây giờ cái vấn đề mà bắc hàn đang càng càng đi theo con đường của nga đó bị vỡ hàng và đưa sang bên đánh với Ukraine rồi Mười... một số binh sĩ Ukraine chết vì vụ khí vỡ của của, của hàng vâng đúng như vậy đó là chuyện mà chúng ta thấy sáng nay chúng ta muốn đề cập đến từ khí hậu thời tiết qua đến những cái vấn đề căng thẳng ở trong khu vực Đông Á nhưng bây giờ chúng ta trở lại do thái thì cái sự kiện nó lại bùng nổ càng nhiều hơn nữa thưa anh Sơn Nam, trong những ngày qua chúng ta đã thấy ICC đã lên án và có thể nói rằng họ đã xét xử ông Netanyahu cũng giống như những lãnh tụ của Hamas cũng như bộ trưởng bộ quốc phòng của do thái là những người có thể coi như là bị bắt bớ trong những cái khu vực của những cái quốc gia của ICC tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng vô trong những sự kiện quan trọng mà ít nhất là ông Joe Biden cũng đã phải có thể nói từng bước từng bước cân nhắc rất kỹ vì có thể nói sự việc tất cả những vũ khí Hoa Kỳ gửi đến cho Do Thái liệu Do Thái có sử dụng những cái vũ khí đó để có thể trực tiếp hoặc gián tiếp lấy đi cái tính mạng của những người dân vô tội hay không thân thì kính thưa quý vị cái chuyện nó đã xảy ra vào ngày hôm qua ít nhất là có đã 35 người đã thiệt mạng sau cái cuộc không kích của Israel vào thành phố Rafah đây là một cuộc không kích của Israel vào thành phố Rafah Chắc quý vị đã biết thành phố Rafah ở phía nam của giải Gaza họ tất cả những trái bom đã đánh trúng liều trại những người của những người dân sơ tán và các bác sĩ Palestine cho biết rằng trong vài giờ sau khi thấy tại sao lại có cái cuộc anh kích này thì tại vì Hamas đã bắn hỏa tiễn vào do thái à Hamas đã phóng một loạt tên lửa vào Tel Aviv sau lần đầu tiên nhiều tháng kể từ ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua nhưng tất cả những cái hỏa tiễn phòng thủ của do thái cũng đã chặn đứng lại được những cái hỏa tiễn của hamas đánh vào thì nếu hai bên cứ tiếp tục cái con đường này thì không sớm gì muộn thì cũng nổ ra một cái cuộc chiến tranh mà rồi thật. không có cái gì tại vì không có một cái giải pháp nào thì chúng ta nói do thái do thái họ cũng phải có cái trách nhiệm để bảo vệ cái cái cái, cái, cái người dân của họ và không thể hamas tiếp tục cái sử dụng những cái hỏa tiễn hỏa tiễn đó đến từ đâu chúng ta phải đặt lại câu hỏi đó tại tất cả mọi người đều biết hamas không có đủ khả năng để có những cái hỏa tiền trong tay để bắn vào tel thế thì ai là những người đứng sau lưng phía hamas thì bây giờ chúng ta nói đến là những uh, quốc gia ở trong cái khu vực đó chắc là cái câu hỏi đầu tiên là phải Iran. Thì liệu những cái sự mà gọi là không có đi đến một cái thương thảo hòa hạn với nhau cứ tiếp tục như vậy thì không sớm gì muộn thì chiến tranh cũng sẽ diễn ra trong khu vực này. Nhưng bây giờ cái tính cái cái đập vào mắt thiên hạ trước tiên đó là vấn đề 35 người thường dân vô tội của Palestine đã bị ảnh hưởng, đã bị chết bởi cái cuộc thiệt mạng anh kích. Nhưng nếu Hamas vẫn để tất cả những cái hỏa tiện ở trong khu vực đó thì do Thái cũng bắt buộc phải tiêu diệt những cái hỏa tiện đó nếu không thì họ không bảo tồn được cái thành phố Tel Aviv của họ ừ. cái có thể nói cái, cái những cái thước phim cho thấy rằng là cái khu trại bị bản tá trên một cái diện rất lớn rộng lớn với cái ngọn lửa bao trùm nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng họ tấn công cái khu vực này là khi vực của nhà của Hamas và đây là tấn công được thực hiện với tất cả các đàn dược chính xác và dựa trên những thông tin tình báo chính xác thì những bên Hamas thì họ lại muốn để cho người dân gần họ lại tập trung vào những cái khu vực của người dân thường để có thể nói rằng tránh đi tình trạng sự trả thù của do thái. Đó là cái sự kiện mà chúng ta thấy chưa có được một cái gọi là cái giải pháp nào đem lại cái sự gọi là hòa bình cho trên giải Gaza thôi. Bây giờ chúng ta đặt lại một cái câu hỏi nếu ngày 7 tháng 10 không có một cái trợ ngại không Hamas không bắn những hỏa tiễn vào ở do thái thì làm sao có cái cơ hội như ngày hôm nay nhưng điều đó không có nghĩa rằng là do Thái cứ tiếp tục lại bắn phá vào những cái khu mà cho dù đó có Hamas mà trong người dân hiện đang sống ở trong khu vực đó thì có lẽ điều đó cũng không thể nào làm như vậy được. Đó là một cái câu hỏi mà cho thể nói rằng là khó chúng ta có được cái câu giải quyết nào. Cái người mà chịu trách nhiệm khó khăn này chắc lẽ đó là ông Joe Biden. Vì tất cả những cái tiền viện trợ cho Do Thái sẽ là một trong những cái vấn đề khó khăn cho ông trong ngày 5 tháng 11 tới đây để quyết định cái la bài ở Trung Đông thuyền uh, <laughs> Cũng khó quá Dạ. Yeah. Thật sự mà nói thì là rất là khó khăn thêm. Và thật sự mà nói rằng là cái mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Israel nó đã đi xuống. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng nó đi xuống một cách thê thảm luôn. Mm. Cái mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Israel đã đi xuống ngay trước khi các thành viên của Cộng đồng Trung Âu Châu, đó là Tây Ban Nha họ đã chính thức công nhận một cái nhà nước Palestine đây là một trong những giai đoạn lịch sử mới mà hồi nào chúng ta chưa thấy có một cái sự kiện như vậy. Mà bây giờ thì chính Norway, Naui, Tây Ban Nha và Ireland họ đã chính thức công nhận Palestine thành một quốc gia. Ừ. Công nhận một cái công nhận là một cái nhà nước Palestine. Thì về cái mặt ngoại giao đối với một nhà nước Palestine với việc Paris, tự nhiên là Tây Ban Nha đề nghị nên xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Do Thái. Vì nước này tiếp tục tấn công ở miền nam Gaza thuộc thành phố Rafah. Đây là một cái vấn đề cũng rất là... Đặc biệt nhất là ông ngoại trưởng của Do Thái, đó là ông Kass đã nói Tây Ban Nha rằng là lãnh sự quán của nước này ở Israel sẽ không được phép giúp đỡ người Palestine. Đó là cái điều. Nếu quý vị muốn giúp đỡ thì quý vị phải rời ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi và cái tòa lãnh sứ của tòa sứ của quý vị không được đặt cái điều kiện ở đó để giúp đỡ những người Palestine. Đồng thời cái người đứng đầu chính sách đối ngoại của cộng đồng Trung Âu Châu đó là Rosette Borrell, một trong những người Tây Ban Nha ông này đã dốc toàn lực ủng hộ tòa án hình sự quốc tế là ICC. Đây là cái cơ quan công tố đang xin lệnh bắt giữ ông Netanyahu và những người khác bao gồm cả nhà lãnh đạo Hamas nữa thật. Đó là một vài cái sự kiện mà chúng tôi hôm nay thì chắc là quý vị cũng đã biết kể từ ngày mùng 7 tháng 10 một cái chuyện họ là, là là bắn những cái hỏa tiền vào ten Aviv cũng giống như là Jerusalem của Do Thái thì sau đó thì một cái cuộc tấn công qua biên giới Gaza vào Israel, đây là của biên giới Gaza và giết chết 1.200 người. Những người phiến quân họ bắt giữ 250 con tin. Điều này cũng là một trong sự kiện có thể nói làm cho Do Thái nổi bùng lên và đưa ra những cái cuộc gọi là tấn công ảo vào uh, những người Palestine ở trên giải Gaza. Cái sự kiện này thì đến bây giờ chúng ta thấy cũng chưa có một cái lối giải, lối thoát nào. thì anh, làm theo anh nghĩ, tình hình tại Trung Đông thì nó có sẽ đi đến một cái giải pháp như thế nào? Ừm. Mm. thật là khó thật rất là khó chứ không phải giỡn đâu. Tôi thấy cái vấn đề do Thái, cái hai cái quan điểm nó chống đối nhau rồi một bên thì là dù sao chúng ta cũng phải nhìn nhận là do Thái họ có một cái thế lực rất mạnh về vấn đề quyền lực của họ ở ngoài do Thái. Chứ nếu thật sự do Thái không có quyền lực mạnh không có một cái anh chàng Hoa Kỳ này đứng sau lưng thì do Thái cũng có thể nó bị thao túng ở bị thôn tính bởi những quốc gia ở trong khu vực vùng Trung Đông. Uhm họ tồn tại được cũng nhờ nhưng mà cái sự tồn tại của họ liệu có được tất cả những người dân của Hoa Kỳ cũng giống như tờ dân khác chấp thuận trong cái cuộc bầu cử vào ngày mùng 5 tháng 1 tại đây không là thế nào là một vấn đề vấn đề do thái cũng khó quá rất là có thật sự mà nói chúng ta thế giới chúng ta đang đứng vào trước những cái hiểm họa mà có thể nói cái quan điểm tư tưởng đối chọi nhau và cái lập trường chính trị khác hẳn nhau thì không sớm thì muộn gì thì chúng ta cũng đi vào một cái vấn đề có thể nói là đại chiến hay là một cái cuộc chiến đấu mang lại nhiều cái đau khổ cho nhân loại thôi. Vâng, đó là một vài chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị nhân cái ngày lễ. Và là Memorial Day, Ngày Chiến sĩ Trần vong về những sự kiện đang nổi bật trên thế giới. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không quên nói đến là bắt đầu ngày mai phiên tòa sự vô cựu Tổng thống Donald Trump bước vào một cái giai đoạn cuối cùng. Đây là một cái giai đoạn để chúng ta có thể liệu có một vị Tổng thống, cựu Tổng thống Hoa Kỳ có thể vào ngồi tù hay không. Đây là một cái câu hỏi đến bây giờ thì người ta cũng đang cân nhắc rất nhiều. À, chắc lại thời gian qua thì anh cũng theo dõi vụ án rất rõ ràng anh thấy những cái người mà có thể nói đưa ra trước gọi là cái nhân chứng trong cái buổi buổi mà gọi là xét xử ông cựu tổng thống Donald Trump thì chúng ta lần lượt thấy những cái người đó như là trước tiên chúng ta phải nói Daniel Storm Storm Daniel thì cái điều trước tiên mà chúng ta nói đến đây là một cái người cô đào đóng phim người lớn cái câu hỏi đặt ra không phải là cái vụ người này không phải là nói nhưng mà cái vấn đề chính là liệu ông cựu Tổng thống Donald Trump có nói dối, có gian lận về vấn đề khai kinh doanh của ông hay không nhưng còn cái vấn đề liên hệ giữa hai người thì chắc lại mỗi người có được một cái câu trả lời lên mình, cái câu hỏi đó là sự liên hệ tình dục giữa hai người mà cái sự liên hệ tình dục này nó không phải là một cái mối tình, đây là một cái sự gọi là ăn bánh cho tiền tôi không biết có <laughs> có trả đâu, chưa trả mà ăn bánh rồi bị đòi tiền chứ còn đó là anh bắt trả tiền thì mọi chuyện nó êm đẹp rồi thưa anh Xuân Ừ, vậy ừ, phải... thì uh, chắc quý vị cũng thấy ở trong phiên tòa ông quý vị thấy ông Trung ngồi cách có vài bước thôi thì người diễn với diễn viên của một phim người lớn và là bà này cũng là một nhà văn và đạo diễn này đã kể lại tất cả các chi tiết truyền tình như thế nào khi đôi khi đôi khi bằng hình ảnh về một cuộc gặp gỡ tình dục mà cô ấy nói với Trung ở Nevada, có với ông Trung ở Nevada, ông nó cô nó nói rằng sự kiện nó xảy ra vào năm 2006. Sau khi họ gặp nhau tại một cái giải đấu gôn dành cho những người nổi tiếng thì cô ấy, cô uh, Storm Daniel đã nói rằng là ông Trung mời cô đi ăn tối. Nhưng sau đó lại lôi kéo cô vào trò chuyện trong một phòng khách sạn của ông và khiến cô giật mình. Cô giật mình hay là cô... Tôi không biết giật mình ấy như thế nào khi cởi bỏ quần lót của ông ta à, và cô đang ở trong phòng tắm. Wow, wow Nhưng mà cái vấn đề giữa hai người mình biết tin ai bây giờ? Ừ. Liệu mình tin ai bây giờ? À. Theo như bà nói thì bà Stormy Daniel đã khai trong cái vụ nhân chứng này thì bà nói là tôi cảm thấy căn phòng nó quay chậm lại, tôi cảm thấy máu đang rời khỏi tay và chân mình. Wow, wow như vậy là cái sự lôi cuốn của ông Donald Trump. nhiều lắm. Bà này tay chân mới hết máu chứ anh chứ trời đâu phải chơi đâu. Tôi chỉ nghĩ, ôi Chúa ơi, tôi đã hiểu sai điều gì để đến đây. À, trời ơi, một người đầy đủ kinh nghiệm như làm sao sai được đến đây là phải có một cái mục đích gì rồi. Vậy, cái ý định cô rất là rõ ràng là ai đó đã cởi đồ lót ra và tạo dáng trên cái giường giống như đang đợi bạn đây. Đó là ý nghĩ của Storm Daniel trong cái lời khai ở tòa án thiệt. Nhưng có một cái điều chúng ta cũng cần biết thêm là Daniel đã cho biết rằng là ông Donald Trump Thế là lời của Daniel, đời Daniel Daniel nói rằng ông Trump không có đe dọa Cô về mặt thể xác Điều đó không có nghĩa là cưỡng hiếp cô Nhưng sự bất an của chính tôi vào thời điểm đó Khiến tôi không thể nói không À, thì người ta lại có hỏi lại Thế tại sao cô không thích, tại sao cô không nói không Rồi thì cô cho biết rằng là Cái sự bất an của Chính tôi vào thời điểm đó khiến tôi không thể nói không Hay là tôi thích cái chuyện đó thì không biết Không ai biết được Daniel đã cho biết cô đã giữ liên lạc với Trung trong khoảng một năm. Sau cái chuyện tình xảy ra trong một đêm đó thì cô cũng vẫn liên lạc với ông ở Trung trong một năm. Nhưng cô cũng có cái mục đích của cô là với hy vọng cô được xuất hiện trên một cái show truyền hình đó là Apprentice của ông trong những cái điều đó nhưng cái điều điều ông làm cô Daniel mong muốn đã không được diễn ra. Cô cũng nói rằng cô nhận được 15.000 đô la trong một cuộc phỏng vấn trên một cái tạp chí vào năm 2011. Câu chuyện chưa được in vào thời tin vào thời điểm đó, chưa được in vào thời điểm đó, nhưng cuối cùng lại xuất hiện trên một cái trang web tin đồn mà cô có sự đồng ý của luật sư của cô, một với sự tư vấn của cô. Và vào năm 2016 thì Daniel đã quy kiền cho người quản lý của mình xem lại câu chuyện. Và qua cái đoạn ghi âm mà chắc anh cũng đã biết đó là Access Hollywood ghi lại cái cảnh trung khoe khoang về việc sờ mó bộ phận sinh dục của một phụ nữ mà không có sự cho phép của họ. Daniel cũng nói thêm rằng là nói với hội thẩm đoàn rằng là cô đã nhận được 130.000 đô la từ cô Hân trong những năm trong tuần cuối cùng của cuộc bầu cử vào năm 2016 để đổi lấy cái gì? Tại sao người ta đưa cho cô 130.000 đô la để đổi lấy một cái thỏa thuận pháp lý giữ yêu sách của mình cho riêng mình? Đó đó là cái chuyện mà Stormy Daniel với trong phiên tòa Trung đã khai ra, thưa anh ở của ông Trung mà cô đã khai ra. À, những cái lời khai của Storm Daniel có thể nói rằng đây là một trong những lời khai được chờ đợi nhất trong cái phiên tòa. À, mọi ký giả đều muốn nghe cô nói gì. Cô đã từng chia sẻ câu chuyện của mình trước đây nhưng đây là lần đầu tiên cô làm chứng về chuyện đó trước mặt Trung. Chắc anh cũng biết làm chứng thì có thể nếu nói gian, nói sai có thể đi vào tù. À, đó là chuyện mà chúng ta thấy vừa rồi là Daniel nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng quên không không quên được là có Michael Cohen và Hope Hicks đây cũng là hai nhân vật một là luật sư của tổng thống một là tùy viên báo chí của, của tổng thống Donald Trump à, ông Cohen thì khai là ông đã làm chứng rằng ông đã cập nhật thông tin về chi tiết khoản tiền trả cho Trump uhm và cái chuyện của Hopkins thì cũng sẽ lấy là lại... Hopkins thì là một người là, một trong những cựu chính dịch tranh cử của ông và là giám đốc truyền thông của Nhà Trắng. Hicks đã làm chúng về những đêm những ngày điên cuồng à, sau cái vụ Rory Excess Hollywood là cái vụ bằng đề Thì chắc anh cũng biết Hopkins là một trong những người và sắp lấy một cái người cũng là tỷ phú đó nha. Hay là tỷ phú nhiều tiền lắm. á. À, mấy người này người nào cũng khá hết. Ừ. ừ. <laughs> cái đấy là David Pecker thì là cái người chủ nhiệm của cái tờ báo là cái uh, National Require Inquirer, yeah. Uh, cái đấy là Cass Davidson là một người luật sư thế thôi. thì uh, chúng ta chờ xem những cái sự kiện này nó sẽ như thế nào thưa anh. Uhm. Uhm. cô dính vô cái vụ này rồi không? Ừ theo anh nghĩ sao theo anh nghĩ bây giờ cho anh có một cái cơ hội để chọn liệu ông có bị tù hay không hay là không bị tù tôi vẫn nghĩ rằng tôi nghĩ thôi phải không à, thì anh nghĩ thôi chứ à, ông trump có dính líu vô vụ và Stormy Daniel. Stormy Daniel tôi nghĩ cái cái điều nhận định của anh thì chắc là phần lớn hình như 10 người thì ai cũng nhận định cái điều đó có nhưng, nhưng cái không... vấn đề chính là cái vấn đề cái tội thì không phải xử tội về vấn đề dính liếm. nhưng mà xử về cái vấn đề gọi là khai gian sổ sách về kinh doanh à nó <laughs> là cái khoản tiền chi à. phí pháp lý Chỉ yeah, chi phí pháp lý à <laughs> nhưng mà cái cái cái, cái... tôi nghĩ là cái chuyện làm bậy là tôi nghĩ là có à, ông Trung ông không có cái cái credit trong việc mà phủ nhận bà I cái cô vậy đó. ông phủ nhận là ông không có biết bà ta là ai yeah. không có đề bà ta bao giờ không ngủ bà ta bây giờ nhưng ông bị phạt cả trăm ngàn đô la đồ, trăm cả trăm triệu đô la đó anh biết không dạ yeah, đúng rồi dạ yeah. ừ. do vậy ông nói không rồi, nhưng mà nó chuyện ừ wow. Bây giờ thì có một cái vấn đề chúng tôi cũng quên không có nói chuyện với quý vị là lúc gần đây thì người ta thấy rất nhiều chuyên viên Nga. Chuyên viên của Nga đã ồ ạt đến Bình Nhưỡng. À, nhưng những chuyên viên này là gì? Chuyên viên này là những specialist về vệ tinh do thám. Họ bắt đầu đông đảo, họ chuyển uh, chuyên gia Nga đến Bình Nhưỡng. Không biết làm cái gì nữa. Mà tình trạng là Nga bây giờ nó có sự thân thiện với Bình Nhưỡng rất nhiều thôi ừm dạ yeah. ừ, rất là nguy hiểm thật sự mà nói như vậy khó có biết được những cái chuyện gì mà có thể nói là nguy hiểm như vậy được đấy ừ. Là... ừ. bây giờ thì chúng ta phải đi qua một cái À, đó là một vài cái tin mà sáng nay thì chúng ta đã thấy rõ ràng là Bây giờ thì chúng ta đi qua một vài cái công chuyện Cái tin mà phía người Việt chúng ta mấy hôm nay theo dõi như thế nào Những ngày trước đây thì người ta theo dõi đến tất cả cái sự gọi là biến chuyển Ở bộ chính trị cũng giống như Trung, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Về vấn đề liệu ai sẽ trở thành những nhân vật ở trong tứ trụ đến bây giờ thì cái bức tranh nó cũng đã được gửi ra và người ta đã thấy đầy đủ bốn nhân vật của trong tứ trụ đã có mặt và đang sinh hoạt qua cái kỳ họp của quốc hội. Nhưng thì bắt đầu người ta cũng để ý đến ai là người sẽ đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng công an. Những ngày nay, những ngày vừa qua thì cũng có những cái tin đồn không biết là chính thức hay là bán chính thức và cho thấy một cái nhân vật là ông Trần Cẩm Tú thì được nói đến nhiều hơn nhất ở trong những cái nhân vật mặc dù là ông Trần tỏ là Trần Quang Tỏ thì là là có thể nói là là được hiện nay đang xử lý thường vụ chức vụ là Bộ trưởng Bộ Công An. thì nhưng mà ông Trần Quang Tỏ không phải là một người thuộc thành viên của Bộ Chính trị thì liệu có phá cái luật đó được hay không? thì cũng là một trong sự kiện làm cho người ta nói đến rất nhiều. À, cũng là một trong những cái tại vì người ta vẫn nghĩ rằng là cái chìa khóa của cái vấn đề tiếp tục trong cái tại vì việc trước tiên ông Trần Cẩm tú là một trong những người phó của ông uh, Nguyễn Phú Trọng trong cái phó gì phó cái chức vụ là cái chiến dịch để đốt lò đó thì cũng là một trong những cái vấn đề mà người ta để ý xem coi thử cái sự ra đi của ông Tô Lâm ở cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nó có ảnh hưởng đến những cái chương trình mà có thể nói là ông Nguyễn Phú Trọng đã đầu tư vào nhiều hay không và liệu cái quyền hạn của ông tô lâm có vượt đỡ không còn ở trong tay khi ông trở thành vị là chủ tịch của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cũng được các giới báo chí đặc biệt là tờ hãng thông tấn AP cũng đề cập đến rất nhiều khác. Ừ. Đó Ừ. là gì? Kể bằng cái tức mà ăn theo anh thì ông nào có khả năng đọc tin. Nếu mà theo cái tất cả những gì đã thường xuyên xảy ra ở trong cái cơ cấu tổ chức chính trị của Đảng Cộng sản thì Bộ trưởng Bộ Công an phải là một thành viên của uh, Bộ Chính trị. Thì nếu chúng ta nói đến Bộ Chính trị thì có ba ứng cử viên có thể làm công việc này thay thế ông Tô Lâm, đó là ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình. Thì bây giờ ông Nguyễn Hòa Bình thì hình như không có thể nói không mấy tha thiết cho cái chức vụ này vì ông là một người hiện nay đang làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ừ. ông nguyễn hòa bình là một trong những người viên bộ chính trị đã từng làm bí thư của tỉnh ủy quảng ngãi thành ở uh, tỉnh ủy quảng ngãi thành ra chúng ta không biết rằng là ông là một trong những người thuộc hệ phái công an cái đến người thứ nhì nữa là chúng ta đã nói ông phan đình trạc cũng là một trong những người đã từng làm giám đốc công an của tỉnh nghệ an và cũng là một trong những cái ứng cử viên sáng chói cho cái chức vụ là bộ trưởng bộ công an vì ông là một thành viên của bộ chính trị nhưng bây giờ thì báo chí lại nói đến nhiều một người không chưa bao giờ làm việc với công an đó là ông Trần Cẩm Tứ Ông là một ủy viên bộ chính trị, uh, phó ủy ban chỉ phó ủy ban chỉ đạo điều tra kiểm tra trung ương. Và ông cũng là một trong những người được ông Nguyễn Phú Trọng giao cho cái trách vụ là coi như là đốt lò À, thế thì bây giờ những ngày vừa qua rất nhiều người ta nói đến thân thế sự nghiệp và hình như người ta có thậm chí có những ấy họ nói rằng ông này đã được đề bạt vào cái chức vụ bộ trưởng công an cái vấn đề chỉ còn có chờ cái sự chấp nhận khi được đưa ra và chấp nhận của quốc hội nữa mà thôi thật thì đó là những cái nhân vật mà chúng ta nghĩ rằng còn những đến những năm vì tướng thượng tướng mà làm à, thứ trưởng thì tôi nghĩ cũng họ không biết có được hay không ngoại lệ không vì cái điều cần thiết nhất là một Bộ trưởng công an phải là ở trong thành phần của bộ chính trị mà hiện nay những cái vị tướng như ông uh, Trần Quang Tỏ này cũng chưa được có, có trở thành ủy viên bộ chính trị thì liệu có phá lệ được hay không đó là một cái câu hỏi mà đặt đưa ra lúc này về ừ. phong cái chức đâu có đi lạ đâu anh vậy thì easy á yeah. easy easy đấy hey. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nói đi rồi chúng ta bỏ quên những cái chuyện đó mà cái chuyện mà được người dân bàn tán sôi nổi nhất thưa anh đi đâu cũng ngay cả hải ngoại này cũng nói đó là vì một người tu sĩ có tên là Thích Minh Tuệ. Chắc anh quá theo dõi nhiều phải không? Anh bây giờ phải nhường lời cho anh anh theo dõi anh thấy như thế nào? Đến bây giờ thì mít Thích Minh Tuệ như thế nào? Thưa anh nhà sư nào? Nam mình nói cái này nhiều nhưng mà Nam muốn nghe ý kiến của anh Trọng nhiều hơn về Thích Minh Tuệ đó. <laughs> anh nghe. Nhất, nhất, là, nhất là anh là người không phải là người đạo Phật như Nam. À, thưa anh thì tôi thấy rằng việc trước tiên một người ở lứa tuổi 44 tuổi có một cái kiến thức đầy đủ, có một cái quá khứ đóng góp với tổ quốc, cái cái cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam này tương đối cũng có thể có một cái vị trí vững vàng thì tôi thấy rằng cái con đường tu tập của ông thì đó là do cái sự mong muốn của ông chứ không phải là do một cái nhu cầu nào để thăng tiến cái cuộc đời của mình. Cái điều trước tiên tôi nghĩ về ông Thích Minh Tuệ vậy. Ông không có nhu cầu để dựa vào cái này để thăng tiến cuộc đời của ông. À, mà tôi nghĩ rằng cốt lõi của ông hình như ông muốn từ bỏ hết để đi tu. Liệu cái con đường đi tu của ông ở trong cái 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 cái, cái gọi là khi nhánh đậu đà hay cầu đà đầu đà đầu đà nó tạo ra những cái có thể nói làm cho người ta đặt câu hỏi với những giới chức Phật giáo ngày hôm nay đang có những cái cơ sở đang có những cái vật liệu đang có những cái cỡ tài chánh có thể nói để đi vào cái con đường hoàn pháp một bên là con đường hàng pháp với hai tay không với một cái gọi là cái nỗ lực và với một cái niềm tin và cái khổ hạnh một bên thì tạo nên một cái gọi là cái 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 cơ sở vật chất rất tốt để có điều kiện bước theo được kịp với tất cả cái đà tiến triển của nhân loại thì tôi thấy cái sự tăng trưởng và cái sự tạo nên những cái cái cơ sở cũng giống như là cái cách tổ chức thì rất là tốt tại vì một cái tôn giáo nào cũng cần phải phát triển cả về vấn đề và vật chất lẫn tinh thần thôi. Tại vì sao chúng ta không thể đến những cái buổi hội họp trong một cái địa điểm có thể nói thiếu đầy đủ tiện nghi. Chúng ta không thể nào không có được những ngày lễ trang trọng, có có thể như ngày lễ đại lễ Phật đản thì cần phải có những ngày lễ trang trọng, phải có những cái ngày lễ để cho mọi người đều có cái cơ hội à, để làm gì? Để bộc lộ cái niềm tin của mình. Thì tôi nghĩ rằng hai cái trường phái đó đều là tốt hết đều là có thể nói trường phái của ông à, Thích Minh Tuệ này thì có thể nó hơi mới lạ và rất là khó khăn. Nhưng cũng nó nói lên một cái ý nghĩa gì, một cái ý nghĩa rằng là không phải chỉ con đường có tiền có bạc mới đi vào được gọi là Bồ đề, không có thể đi vào được cái cõi Niết bàn mà mọi người vì cái khổ hạnh của họ và cái chân tu của họ và cái nỗ lực tu, tu tập của họ cũng có thể đi vào Niết bàn đó thì tôi nghĩ rằng nhưng bây giờ thì dân chúng có thể nói là có cơ hội chưa bao giờ thấy một cái nhân vật như ông uh, thầy thích minh tuệ thành bao nhiêu cái sự gọi là cột chăm chú vào ông này và cá nhân tôi tôi cũng thấy ông anh nói rất là đơn sơ ông có những cái cử chỉ rất nhẹ nhàng và tôi chưa thấy ông nói một cái lời nói nào mà đi ngược lại cái bản chất của con người khi nóng giận ai hay là đối phó với những cái khó khăn tôi chưa bao giờ thấy vậy. lúc nào cũng nở nụ cười và cái lòng vị tha của ông rất là lớn thành ra cái điểm đó cũng làm cho rất nhiều người nghĩa là không kể không riêng gì phật giáo tên rất nhiều người ngoài tôn giáo cũng rất thích thú khi nhìn có một vị chân tôi như vậy thật sự bây giờ thì còn quá sớm nhưng cái đoạn cuối là cuộc đời của ông ông nhãn cứ đi hoài như vậy và ông đi được bao lâu cái đó là cái cái mà người ta muốn tìm đến nghĩ đến trong cái tương lai thiệt gửi lại cho anh cái điều đó, nó cũng vui lắm trong một giáo việt nam á, thì khi phật giáo hội quốc duyên tôi có quyền lực tự viện được trường đại học trường cao đẳng trường trung cấp đủ thứ quyền lực có phong vua công chúa thế đủ thứ không du học ngoại quốc rồi tổ chức vệ sát cái tùm lum người ta phải không tất cả một hệ thống bị bị sụp đổ với một cái tay mà gần như homeless thì minh tuệ ông tuấn minh tuệ ông không có không có quyền được... không tôi tôi không đồng ý với homeless ông nhà cửa ông đầy đủ khang trang chứ ông giống một nhưng tay mà ông bỏ vậy? hết từ chối ông từ ông chối không hết như tay như homeless vậy à, à, như tự ông, ông mà ngày từ chối giờ. chứ đâu phải hôm yeah. qua, ngày hôm qua tôi xem những cái video này cũng vui nè. Dạ. Yeah ông đi tới ông chuẩn bị vô tới đồng hới chỗ khu vực yeah. gần gần quê anh đó biết không? Yeah. thì cái bà con phật tử từ đồng hới ra đi mấy chiếc xe rất là mới ra tận ở quảng bình để mà để mà chào hỏi ông đến lễ ông thì phái đoàn cũng tương đối khá đông rồi một phái đoàn từ hà nội cũng khá đông cũng vâng, gặp. 83 người tất cả. Cũng, cũng Tôi gặp. thấy một cái phái đoàn đồ bình đồ rất đẹp mà họ rất là họ nêu bật lên cái nét của người Hà Nội. Có cũng có, họ rất là kỷ luật organize ngồi xuống và tiếp không có phải như những người khác đi thì chúng ta thấy cái, cái Hà Nội có khác. À, hôm qua tôi cũng có thấy cái video đó. À, tôi... Cả, cả một nước được tính à. sùng bái vâng. trân trọng thì trong khi đó cái giao hội quốc dân là cháy mà cái người cháy nặng nhất á thích chân qua ờ, ông ông mà ông mà hay nói ông thầy này tào lao rồi gì đó hả và láp gì đó <laughs> thì anh thấy như vậy cái sự sụp đổ của giáo hội quốc gia nó nặng đều ở trong ít nhất trong lòng của công chúng và sự lên ngôi của một giáo hội mà lang thang giáo hội bụi đời không có ai hết chỉ có một số anh em một, còn nhiều mấy chục người đi ra ừ. trên đường phố và cái sức thu cái đồ anh thấy người ta người ta gì người ta dân cúng ở mức độ tàn khóc tôi nói nếu bây giờ có một người mà đứng ra và chấp nhận nhận tiền á để xây chùa lớn thì ông 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 thích minh tuệ qua xem cái chùa lớn cái gì lập nữa <laughs> dân chùa dân chúng đổ tiền vô nhưng mà nó đưa tiền không lấy yeah thì cái em mình, mình, coi thử kết thúc như như thế thế nào Vâng, cũng có không, Anh nói vậy như bây giờ người ta bởi thế Anh thấy như ở miền Nam California này này cũng vậy Người ta thấy chùa chiền ấy nữa Người ta cứ khi người ta muốn bán chùa đi Người ta lấy tiền người ta làm chuyện khác sao hmm. à, Anh thấy không Nhiều khi những người họ có họ, họ được ơn trên soi sáng quá Ví dụ điển hình như chùa Bát Nhã anh thấy cái sự việc vừa rồi, bây giờ mình nghĩ là ô oh, như vậy là những người ở chùa bất Nhã họ có một cái cái nhận định đặc biệt đó anh không muốn bán chùa đi họ sử dụng để làm công việc khác mà. Mai mốt thì chúng ta sẽ thấy nữa chứ. <laughs> anh nghĩ sao? Yeah. cái sự <laughs> kiện chùa Bát Nhã đó là một sự kiện rất là Người ta đổi rẻ quá, bán rẻ quá. Một đời tu hành. Như cả một sư cô, cả một hòa thượng bán rẻ quá bán ừ. danh tiếng của mình bán cái uy tín của mình bán cái danh dự của mình chị. rẻ quá Bao nhiêu mà gọi là rẻ thế anh? rẻ tất nhiên là bây giờ anh nghĩ như bây giờ cái mỗi con người nó cái giá Ừ. ví dụ như bây giờ anh trọng muốn bán anh trồng anh trồng ra giá bao nhiêu Anh coi bao nhiêu để tôi bán ra tôi được không <laughs> được. Nam này khó quá, Nam ơi, anh bây giờ anh còn lại ra giá nữa, khổ ừ. Nhiều khi tôi lấy, tôi làm công chuyện khác tốt hơn sao anh? Ừ. Anh đầu tư vào công chuyện khác nữa. Nhưng mà cái dự đoán của tôi là Phật giáo tại Nam Cực sẽ lên không nổi À, vì sao? Anh cho biết lý do tại sao? Lý do nó đơn giản, lý do đó có đơn giản. Lý do đó có giản tôi mất cái niềm tin lớn quá. I see, đúng rồi thì lúc mà untrust tự nhiên là coi như là hơi mệt rồi mất, mất niềm tin lớn lắm ừ. ngay cả phật giáo bắc Kali cũng vậy tuy chưa có scandal nào lớn nhưng mà cái, cái tín tâm yeah. nhìn ra cái lễ phật đản nó biết rồi số người ta đi đúng tôi có theo dõi thì những lễ phật đảng năm nay có phần kém trang trọng hơn năm ngoái mặc dù năm ngoái là những cái lúc gần đấy nhưng mà người ta đông hơn ngay hôm qua thì ngày thứ bảy chúng tôi có đến chùa bảo quang thì cũng thấy tôi thấy thầy uh, Thông Hải bận đồ rất là đẹp, uh, wow, rồi rất là gấm rồi cái nọ thì nhìn lại tôi nhớ lại đến thầy uh, thầy Minh Tuệ <laughs> vài thứ ấy rồi tôi nhìn qua cái ngày sau này thì rước đầm đám của ông thầy uh, thích uh, minh mẫn hòa thượng thích minh mẫn nhưng cũng không có đông người như những năm trước thì tôi thấy trong chùa uh, liên hoa thì nhẹ nhàng hơn ông hòa thượng chân thành thì ông lớn rồi nhưng mà cũng đến người cũng lâu, nhưng mà nếu so những năm trước thì năm trước đồng hơn năm này thì điều đó có nghĩa là cái tôi chỉ nói chung là con số những người đi dự lễ Phật đản năm nay ít hơn năm ngoái. Ừ. Vâng, đó là một vài câu chuyện. <laughs> là mà, mà chúng ta thấy trở lại những cái tin tức bây giờ thì có một cái tin tức chúng tôi không uh, quên không không cần phải đưa lên thì Việt Nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức phản đối Trung Quốc rằng phản đối Trung Quốc là đưa cái chiếc tàu bệnh viện vào trong khi phục lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam ừ. thì lẽ nhiên không thì chúng ta nghĩa là một chữ cũng thi hai chữ cũng thi chứ anh. quê hương tổ quốc xứ sở của mình mà để người ta đem vô thì không nói nữa thì coi như là mình là chư hầu rồi anh ít nhất mình cũng cảm thấy cái điều đó cũng làm cho mình thấy rằng cũng cũng còn có nhiều người nghĩ đến quê hương dân tộc mình. Ừ. Bên cạnh đó thì chuyện ở miền Nam California thì việc trước tiên thì chắc là nhiều người cũng muốn nói đến chùa Bát Nhã. Thì theo chúng tôi biết và nói chuyện thì chùa Bát Nhã thì nếu có tiền muốn thuê. Bây giờ thì coi như bây giờ nói chuyện phải cái điều này tôi hiểu tại sao mà còn giấu giếm làm gì nữa. Thì bây giờ rõ ràng là cái chùa đã bán đi rồi bán đấu thầu ở trên tòa ở trên ấy thì không còn có cái lý do gì vậy thì nếu một cái thời gian tới đây mà nếu mà không đạt được cái vấn đề thuê mới mướn cái, lại cái, vấn đề bán chùa đó, nó chưa quan trọng bằng cái việc nói dối lừa <laughs> lừa đảo phật tử Cứ lúc nào cũng nói là chùa đâu có mất đâu đâu có mất đâu mà anh bán mẹ anh lấy tiền Cho, cho, cho nên một ông thầy trong đạo phật tụ của nam á làm trong năm cái giới luật dành cho người phật tử bình thường đó năm yeah. cái luật trong đó có cái giới là tà dâm ừ. nói dối thấy không thì ông thầy nhà ta thầy thầy chùa chùa ông phạm cả hai ông phạm cả tôi không biết mấy tội khác tôi không biết như sao nhưng mà tôi nghĩ đã phạm hai trong năm tội dâm thấy trước mắt đó, tài dâm bị kiện tụng đúng không? rồi nói dối như cùi Nhưng mà nhiều khi ông không có người ta kiện tụng người ta sắp đặt để người ta bày mua lấy tiền thì sao anh? nhưng mà mình, mình bây giờ nếu mà nói nói như vậy thì ông ông trâm ông nói ông không ngủ với cô còn vấn đề bán chùa ví dụ như ông nhà cứ để vậy hoài để cho người ta bị thư kiện hoài thôi thì bán đi để giải quyết cái vấn đề cho nó êm đẹp hơn thì anh nghĩ cái điều đó có chấp nhận được không? nhưng mà tại sao ta không nói mấy thầy chùa các bị nó nón này bị <laughs> à, anh có cái câu hỏi cũng hay tại sao những chùa khác mới không bị thưa kiện như chùa mình thưa hả tại thì sao nhiều khi nó không? thấy nhiều khi thấy chùa này nó có cơ sở có tiền bạc người ta mới làm nhiều lắm thì sao ừ. thì đối với chính phủ Mỹ đối với điều tra Mỹ được cái dẫn à do 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 thì mình thấy cái, cái cái số người mà cái chuyện nó ảnh hưởng đến bắt luôn như vậy lượng năm mà đi không đúng vậy nó ảnh hưởng rất nhiều đúng là thứ ảnh ảnh hưởng cả và trên trên nhiều quốc gia khác cũng biết được chuyện này thật buồn yeah ta bên cái hệ thống thông tin ngày nay nó dễ dàng lắm đi đến một cách rõ ràng cái chương trình anh với tôi nói cũng đến nhiều người ở bên úc họ nghe nhiều họ cũng biết nhiều thành có nhiều người họ họ họ, họ chê hai nay mình ô cái chỗ góc bò to nói gì thôi thì kệ cảm ơn nhưng mà rút cuộc lại thì mình chỉ làm cái nhiệm vụ của mình thôi họ cơ có gì? cơ sở tôi yeah. <laughs> góc bò to rồi không họ chê góc bò to chê cái gì à, thì không biết họ nhân thôi cũng không cần muốn nói tên người đó là anh họ nói mình không thì góc gốc họ đó rồi họ chơi mình là cái gốc gì <laughs> thì là gốc nhỏ đó gốc nhỏ xíu đâu, chưa có ai biết họ nói vậy với số lượng của người những cái người của họ thì nghe nó mấy mấy ngàn người còn mình thì hai năm mình thì ấy không mấy ừ. người lớn rồi nói thì ở thì kệ theo cái quyền phê mình là cái quyền của họ thôi gì ừ. <laughs> Ừ. mình chỉ biết việc, việc làm của mình là mình làm với tất cả những cái sự thành thật của mình thôi còn mình đâu có, có bảo vệ cho ai mình đâu có đụng chạm ai mình đâu có tìm so ai cái đó là sự thật thôi rõ ràng như vậy thôi chứ mình nhưng nhưng mà mình là những mà thật sự ra mình là nếu không có mình thì cũng chưa ai biết chuyện gì nó xảy ra nha bây nó giờ nói về chuyện nhiều chuyện thành ra nhiều khi <laughs> thế thì cũng kể gửi gió cho mây ngàn bay có gì đâu nhưng mà anh nói tôi cũng đồng ý với anh như vậy nó có một cái sự cần là phải chấn chỉnh lại chứ để cái tình trạng này thì nó có thể nói nó không đem lại cái kết quả như mình mong muốn được phải ừ. chấn chỉnh lại Hiện nay bây giờ ở đây là cũng có một cái vụ kiện nữa, cũng sắp xảy ra nữa, có thể hai bên kiện nhau. Theo như một vài tin tức thì bây giờ người ta nói rằng là cỡ anh phiêu đồng rồi gì với là mấy anh Nguyễn Tín Dũng ở đây này cũng nói rằng là họ sẽ gây quỹ để mà giúp cho anh, nghĩa là họ không phải gây quỹ mà họ vận động để cho anh Trung Quốc khi gây quỹ để anh thưa lại những cái người mà gọi là YouTube. Ví dụ như anh Andrew Lê, là luật sư Andrew Lê, người học luật, chứ không phải lại đấy, đấy, ông là mục sư yeah. đó, wow. và uh, mấy cái cái youtube như là uh, người việt uh, đi trú rồi họ lại họ lại gọi mấy người việt đi trú là người việt đi trốn trời ơi cũng ghê thiệt Không đủ thứ chuyện <laughs> coi vậy như, miền nam nó nhỏ nhỏ đủ thứ chuyện hết Ừ. để có thử trong tương lai có thể có vụ kiện nào cũng vui kể đây là một cái xứ tự do mà thôi. Ừ. Uhm. Phải. Nhưng mà có có tiến hiệu gì chưa? thì hai bên đều nói thôi chứ còn chưa biết là chưa ấy đã. nghĩa là bên bên phía bên uh, những người ủng hộ ông Trung Quốc Phi thì nói rằng họ sẽ bỏ cả triệu đồng luôn cũng được nữa triệu đô la luôn cũng được nữa Nó, ông Andrew Lee cũng không vừa một nhà đại gia nữa cũng là ông có thể bán một căn nhà đi để rồi ứng phó lại với cái vấn đề mà đối với ông ông biết sao à, những người này họ học hành uyên thâm mà luật lệ họ giỏi họ biết hết mình chỉ có nghe vậy thôi là mình ừ. mình dạ yeah. kể okay, ai làm gì làm mình chỉ biết thì mình có biết được cái gì mình nói cho khán thính giả mình biết thôi ừ. rồi ok đó là chuyện memorial đây thưa anh sơn nam yeah. Rồi kính chúc quý vị một ngày Memorial Day thật là hạnh phúc, thoải mái, thú vị. Xin vâng. gặp quý vị trong những ngày mai. Yeah. Vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị vào.